VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Micro là một trong những thiết bị quan trọng hỗ trợ giọng ca cho người dùng. Và đó cũng chính là lý do vì sao mà những ca sĩ chuyên nghiệp khi đi hát thì người ta thường cầm theo micro của riêng mình. Và một trong những micro được ưa chuộng nhất hiện nay chính là micro E3TR820 Hai La Mã, một sản phẩm đến từ thương hiệu E3 nổi tiếng của Đức. Và đây là thương hiệu mới du nhập vào thị trường Việt Nam nhưng nhận được rất là nhiều phản hồi tích cực. Liệu nó có thực sự chinh phục bạn hay không? Hãy cùng VDA đi vào tìm hiểu nhé. E3TR820 Hai La Mã thiết kế hộp đựng micro cực kỳ bắt mắt với tông màu xanh và logo nhà sản xuất cũng như tên thiết bị được in nổi bật ở cả hai mặt bên của hộp. Đầu thu sóng micro được cắt CNC sắc sảo, đã lược bỏ hai tai hai bên tạo cảm giác gọn gàng hơn khi lắp đặt. Mặt trước với hai màn hình LED hiển thị thông số kỹ thuật, tần số sóng, nút căn chỉnh âm lượng và set tần số được bố trí đều hai bên mic A và mic B, nút power on off được bố trí gần nép trái đầu thu. Và tất nhiên không thể thiếu được logo nhà sản xuất cũng như mã sản phẩm E3TR820 Hai La Mã. Mặt sau của đầu thu micro cũng như những micro khác bao gồm đầy đủ các cổng kết nối cơ bản, hai cổng cắm anten sóng, hai nút chỉnh âm lượng, hai cổng ba lăng hay còn gọi là cổng canon để sử dụng khi dùng thêm mixer karaoke cho dàn. Cây micro E3TR820 Hai La Mã được phủ màu vàng đồng bắt mắt, logo nhà sản xuất được in lên phần nối thân với đầu micro. Thân micro được trang bị màn hình LED báo tần số sóng cũng như là dung lượng pin. Phụ kiện đi kèm gồm có gồng chống lăn, đế chống lăn, giác cắm 6 ly, hai cặp pin 2A, hai anten sóng, xác nhận nhận sử dụng. Micro E3TR820 Hai La Mã sử dụng tần số sóng UHF với khả năng xác tần số mới cho micro, vì vậy bạn không cần phải lo tình trạng bị trùng hoặc nhỡ sóng. Hút âm tốt, hỗ trợ nâng tiếng cho người hát là những tính năng mà nhiều khách hàng mong chờ đều được trang bị trên TR820 Hai La Mã. Âm thanh trầm ấm, tiếng bass nhiều nhưng vẫn cực kỳ sáng tiếng, thích hợp mọi thể loại nhạc, nhất là nhạc bolero, nhạc trữ tình, dòng nhạc đang nở yêu thích nhất hiện nay. Lọc tạp âm tốt, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người hát. Micro được trang bị lớp vỏ kim loại chống va đập, độ bền cao, rơi rớt không sợ hư hỏng như những micro vỏ nhựa khác. Thời gian sử dụng pin trung bình khoảng 4 đến 5 tiếng, khá dài nên cuộc vui của bạn sẽ không bao giờ bị gián đoạn vì lý do hết pin micro. Bên cạnh những tính năng cao cấp thì micro vẫn tồn tại vài khuyết điểm, đó là không được trang bị khả năng tự động ngắt đang được trang bị trên nhiều micro hiện nay. Tiếng bass nhiều nên đối với ai giọng trầm quá sẽ hát không hay nếu chỉ xài amply thông thường thay vì amply số. Chỉ với 6 triệu đồng, bạn đã có thể sở hữu ngay bộ micro E3TR820 Hai La Mã với nhiều tính năng vô cùng cao cấp. Đặc biệt khi để lại số điện thoại ở phần comment, bạn được giảm giá ngay 200.000 đồng cùng phiếu quà tặng trong lần mua hàng tiếp theo. Ghé ngay showroom VDA để cùng trải nghiệm thực tế sản phẩm nhé. Micro E3TR820 Hai La Mã, micro dành cho mọi gia đình.